cái này là đồng ruộng bậc thang, cái này là ruộng núi nha anh em. Đó, quay các bạn coi thì ở trong đó đất nó nhỏ nhỏ không anh em. Thì mình cũng không có quay từ chiếc cho các bạn coi này, mình quay nguyên giúp luôn anh em ơi. Bị mưa. Đó. Hơi xa các bạn. Đây là lô đất này nằm dưới chân núi các bạn ơi. Có con YH này đang chạy bò vô trong cảnh nè. Thì ở này mình đang ở bên lộ ha, còn bên kia cũng có nhiều máy lắm các bạn. Đi cái đường này cũng khó khăn lắm anh em ơi, cái này gắt cái chừng 4 giờ mấy 5 giờ là về nha. Về gắt nhiều quá không biết đường đâu về các bạn. Tại vì anh em biết ruộng bậc thang, anh em nào có đi lên trên núi cắt đồ thì cũng biết ha. Đây là mình xem chiếc YH này chạy anh em biết. Đó, ruộng lên từ từ trên đó nó sẽ cao hơn các bạn. Máy thì em trong này cho trên cánh này khoảng 4 chiếc các bạn ơi. Đó. Rồi, bị mưa. Trời nắng quá dơm nó cũng không đẹp anh em ơi. Hai bộ luôn cao lên kìa. Đó, cái này trên này khuôn chắc không được công đất đâu các bạn ơi, hiếm lắm mới được khuôn đường công á. Lúc này là trời chỗ này nó như ruộng núi nó cao lắm anh em. Bởi vì dơm xa nóng cái nó không có đẹp ha. Chứ sạch như cảnh đây rất là đẹp luôn các bạn. Ở bờ dữ lộ thì cũng có khoảng 4-5 chiếc gì nữa đó anh em, cũng ruộng mi gan vậy đó, cũng bực bực đất cát không các bạn. Ở đây là trên đây màng là nói chung là nhờ nước mưa anh em, mưa nhiều thì lúa có lý, còn mưa ít là không có lúa luôn các bạn ơi. Để thấy không đi à, rất là khó ha, kiếm cái đường đi rất khó. Ngày nào này H850 này còn mới lắm các bạn ơi. Hồi biết anh cắt ở đâu ha, trong đó chắc không có, mình không biết đường đi xe vô anh em. Ở đây cũng có một máy nè các bạn. Chỗ này là chỗ lấy đá nha anh em, đó, anh em thấy cái núi lấy đá luôn đó các bạn. Điện lắm rồi. Thì cái này chắc trong đây khuôn cũng không có lớn, nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Bên đây hướng mình lên, nghe nói cái này đi hướng lúa trên này mấy cái này là một công hình như là 25 tiền anh em. Bên kia cũng có con đang chạy qua đó các bạn ơi, kìa đó thấy không, anh em thấy không, xa đó. Đó anh em thấy không, thì mình dơ mới xa nó lại anh em không cảm ha. Rồi thì cánh này là cánh trên vết lộ đó các bạn, để mư. Ở đây thì chích trên đó là gần qua cái hàng lốt trên đó là như là tới núi luôn rồi đó anh em ơi. Ruộng này thì nó từ từ sẽ lên sẽ nó cao cao lên các bạn. Thì chạy nãy giờ cũng hơi xa, hơi lâu rồi mà mới tới đây anh em ơi, đi vòng vòng chứ không có đường đi liền ha. Này như đang đi trên dốc anh em ơi. Đó, ghê à. Ở lưng mình có máy là chỉ ga các bạn. Tô đó các bạn. Kéo đi heo này các bạn, hình như ở chỗ này có cái đường một lên anh em ơi, tại vì cái đường này lên lộn nhựa đó anh em, thì có đường một lên nè. Có đường ruộng ở đây ảnh thôi luôn đó nè. Đường quay ở đây nói chung là ngay cái đường lộ đó nè. Xe qua lại nhiều lắm. Câu bền ở đây khuôn dài bao chứ không nhiều nha anh em. Đây, cái máy kéo này chắc cũng có chút xíu lúa rồi các bạn ơi. Dốc này cũng hơi cao. Dốc
dốc thật bắt lộ nhựa này nó cũng hơi cao đó nè. Con bên kia ở chừng 10 bao lúa gì các bạn. Nào, thì con mắt ở đây thì có nhiêu bao thì rất là nhiều đó anh em ơi. Nè, biết chắc lúa ở đâu ha. Đây bờ đây là bờ dưới lộ nha anh em, thì hồi nãy mình quay các bạn cái bệnh chỉ là trên lộ ha. Rồi đây dưới lộ thì cũng có máy anh em, nhưng mà này thì cắt dài xuống kinh đó các bạn. Dưới lộ này là ruộng này gọi là ruộng trên đó anh em ơi. Nè à, thấy không? Bỏ trong người lùm nhưng trong cũng có máy chứ không phải làm có nha các bạn. Đây, nó đây có chiếc dân ma đang đậu nữa các bạn ơi. Có xe luôn. Ở trong bờ nào cũng có máy anh em, thì đang thu hoạch cái ruộng trên của người dân tộc các bạn. 70 à, bên đây cũng có chiếc 70 luôn nè anh em, nọ hai chiếc 70 ha. Ruộng này là ruộng trên lại đó các bạn ơi. Thì ở đây là bắt đầu lên từ lên núi ha. Thì ở đây có một chiếc đang cũng sửa sàng đi ra nè. Hồi nãy thì ở dưới kia anh nói gì 150 gì đó thì đắt nhỏ không có ăn anh em. Anh em thấy không, ruộng bậc hai không nọ, nhìn rất là đẹp luôn. Ruộng này thì nói chung nhìn rất là đẹp, thì nói chung là trên đó quay cho anh em coi thì nói chung ruộng nó cũng khuôn nhỏ nhỏ không các bạn, thì cũng không có gì đất nó cứng ngắc anh em. Bữa nào mình gặp cái máy nãy mình như mình chạy ngang mình gặp được chiếc máy vua DC60 đó các bạn, máy hàm 95 rồi đó, bấm xích 5 tắc 5 tắc 51 5 tắc 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 5 tắ
quay các bạn coi. Đây hai con máy kéo, con máy 85 nãy giờ mới đi tới đây cũng khá là lâu rồi anh em. Đi cái bờ nó rất là xa luôn đó các bạn, thấy không? Cao không? Lên dốc kìa. Đi mà lên dốc rồi nữa gì chắc xuống mà mặt ghe đứt xuống chứ không có dám xuống đầu luôn anh em ơi. Gần tới chân núi rồi các bạn, qua cái hàng góc lốt này là sắp tới chân núi rồi anh em. Thì bắt đầu anh chạy bộ đi nè. Đó, IH bánh ở trên đây nói chung chạy mau hư bánh lăn lắm mấy em. Tại trên này là biết sao không? Tại đường trên này là trời mới kéo lên thấy ghê không? Cái đường ở trên này nói chung là đất cát anh em. Thì hư mau hư phút bởi bánh lăn mau hư lắm. Chứ ngã này còn mới quá mà đi trên này đồng này cắt ủng quá nè. Mới chát luôn các bạn. Dưới này lên đây quay cua anh em khỏi chơi. Tại vì mấy dưới này là cái dòng máy quay cua đó anh em, đồ đi góc rồi hay lắm. Bờ cao tiếp tục các bạn ơi, trời ơi bờ kìa. Hồ ghê không anh em. Thôi ruộng nào bật lên nè các bạn. Ruộng này gọi là ruộng bật hang, đúng rồi bật hang luôn. Rồi 60-70 tới đây, ở đây cũng 70 cũng có lai gai 60 cũng còn anh em, đồng này cũng 60 còn mà nhiều cát trên núi các bạn. Còn trên này là trên núi, ngay chỗ này là chỗ bến đá Cô Tô Cô Lâm chở ra Cô Tô. Nhưng mà khai thác thì ở Cô Lâm như chở đá tới ra Cô Tô nha anh em. Đó. Rồi mình giới thiệu sơ về cánh đồng mà thu hoạch ra lúa người dân tộc nha anh em. Đó, này ruộng trên, ruộng chân núi các bạn ơi. Thì nói chung thì tính lên trên đó quay các bạn coi nhưng mà không có đường biết đường đi anh em. Họ phải chạy xe lên gần gần quay các bạn coi rồi ha. Rồi nó kéo đi nè. Rồi, kéo này kéo ra cũng đắm đuối chứ chuối các bạn ơi. Này cũng quay cũng 2-3 công gì anh em, ruộng cái này nói chung nó không trúng đâu. Tại nhờ nước mưa không mà năm nào mưa nhiều thì nó có lý thôi chứ. Như ruộng này một năm mặn hình như có một lần một hay gì à, hai lần gì đó anh em ơi. Là mùa nào mưa nhiều là mặn á. Qua bờ cũng bệnh luôn anh em kìa. Nó kéo kìa. Chạy số mà liên miên á, chạy chút xíu tới bờ nữa giờ các bạn.